Dạ em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Nippo Hải Nguyễn. Xin chúc cho tất cả anh em một ngày làm việc được thuận buồm xuôi gió ha, được nhiều may mắn trong công việc và một buổi tối an lành hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình. Hôm nay em đưa gửi hàng một thuốc để phục vụ anh em. Cách giao dịch bên em vẫn là một chứng khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí có anh em 2 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em trên Google, anh em chỉ cần gọi Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc với ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chứng khoản đủ free ship. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đã đăng ký rồi thì cũng đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký để mỗi khi em có lên video sẽ có gửi thông báo để mời anh em vào xem tham khảo. Rồi em xin phép vào việc cho nhanh luôn nha anh em. Đầu tiên em có một cây slim để em lau sờ cái nó con này nó HP cũng có xuất sắc và sử dụng rồi. Đây một con slim nói về mọc đái qua các thời kỳ ha. Đây là cái mọc đầu tiên trên cái giai đoạn 3x4x đây, 32 cho tới 5x chứ 57, 32 tới 57 chữ xéo là bắt đầu 58 tới 79 à, hiện giờ là cái mọc này là 18x 18x thôi ha. Rồi, con này được sản xuất năm 94, lề lối đẹp. Con này có một điểm danh kim nhẹ ha. Rồi nó có một điểm danh kim nhẹ trên nắp ha. Đây và sử dụng thì cái dòng HP thì nó xuất sắc vậy là chuyện bình thường nha nè. Ở trên nắp nó có một điểm danh nè. Chưa sửa chữa hai anh em ạ. Ruột trùng 5. Chưa sửa chữa. Con này thì gió một điểm kim ở đây thôi. Lại lớp rơm cũng đẹp. Đề lối đẹp. Chủ đề nó cũng hay đây nè. Chủ đề là mọc đái của các thời kỳ. Một con này 360k. Rồi con thứ hai là em lên cho anh em một con Lubin. Lubin đời số nhưng mà nhìn nó chắc lắm. Đây là năm nhân vật trong năm nhân vật ha, năm nhân vật chính Lubin 3. Ở đây nó làm thiết kế một cái là em lem bên ngoài và dưới nó làm dạng khắc ăn mòn, nó lòi ra một nhân vật nữa. Tên gì? Senigata Lubin Pokemon Sigen Fujiko. Con này em lem xin hãng, cái lớp mạ bạc của nó lên oxy hóa khá đẹp, đen nhìn nó cổ, sản xuất 07 không thấp, lề lối đẹp ok. Anh em muốn sáng bóng thì hôm qua em có hướng dẫn anh em ha, dùng cà na hoặc là auto son anh em lau là nó sáng là thôi, nhưng mà cái màu này anh em để nè, nhìn nó bụi bặm không, nhìn nó cổ. Con này tổng thể khá đẹp á. Và ở đây anh em thấy đây là nó cái phần đây nó có ven lên. Nhưng mà cái này là zin hãng nha anh em nhìn tán nó dễ biết lắm. Tại vì do nó ép quá thành ra nó ven cái này lên. Những con new em cũng có đưa cho anh em lên xem, những cái con mà nó bị lỗi em có đưa anh em xem lên hoài. Là do là lỗi hãng. Cái này là chắc chắn lỗi hãng luôn, em cam kết với anh em. Đó nó ven lên vậy ha. Chứ còn nó không phải là thay bánh xe đâu nha anh em, không có đục ra thay bánh xe đâu. Ruột trùng 507 chưa sửa chữa.
bánh bén cực kỳ. Tổng thể đẹp ha, màu nó lên cũng đẹp, khá đẹp. Cái điểm nhấn của nó là mở cái nắp lên nó có lòi nó chi tiết. Con này 500. Mã số 2500. Đây là một con 98 chủ đề Liberty, xuất thị trường Nhật. Con này nó cũng cái lớp mạ nó cũng có oxy hóa, cái này nó té chút xíu, có dầm nhẹ xíu xíu ha, không có cấn mất gì nặng. Đây, nhìn nó bụi bụi. Chưa sửa chữa. Chủ đề Liberty nha anh em. Nó có hai điểm té. Đây một điểm. Đây một điểm là hai, nó nhỏ thôi. Ruột cũng khá đẹp ha. Ở đây nó cũng có hơi dầm dầm nhẹ nha anh em. Ruột trùm 5. Mã số 3 550. Nhìn nó bẩn bẩn bụi bụi. Rồi một con nội địa chủ đề về xe, sản xuất năm 96, có dầm lề lối đẹp. Đây có dầm có cấn ha. Đó. Cái này nó dầm thôi chứ nó không có cấn móc nặng nha anh em. Đây, con này thì xả xử lý thì nó đẹp hơn, nhưng mà cái màu rơm em thấy nó cũng còn khá ok. Nó chỉ có dầm kim li ti đó, nó dầm kim li ti ha. Sửa chữa luôn. Ruột trùng 5 96. Con này tình trạng này thì em giao lưu với anh em 4.8. Để mồi thuốc rồi cái lớp mạ rơm nó cũng khá đẹp. Về lối đẹp, chưa sửa chữa. Có dầm. Mã số 4.8. Số 5 là một con mạ vàng 96. Con này thì nó có hơi phôi phai nhẹ cái lớp mạ thôi nè. Như vậy thì nhìn nó cũng còn khá là đều đẹp rồi. Mấy con mạ vàng qua sử dụng thì nó không tránh khỏi mà cái có chút ít phôi phai nha anh em. Chỉ có những con mạ vàng mà hàng niêu á, để trưng bày thì cầm lên nó đẹp thôi, nhưng mà sử dụng thì nó cũng có hơi phai phai nhẹ nha. Con này như vậy là cái lớp mạ cũng còn khá là ok rồi. Ruột trùng 596. Ruột trắng trùng 5 ha. Chưa sửa chữa luôn nha anh em, bánh bén. Coi ruột rồi không ta? À, ruột trắng 96. Ruột cũng đẹp. Coi lại lần nữa chắc cũng. Ít xước.
cấn mớp á, con này thì không cấn mớp nhưng mà nó có phôi phai nhẹ, lớp mạ vàng, có phôi phai nhẹ thôi nha anh em. Nhìn vậy nó cũng còn khá đẹp rồi. Rồi 600 số 5600. Mã số 7 là một con đồng thô 01. Lề nó chưa có xử lý luôn nè anh em. Cái vết bấm lề của nó thì thường cái dòng này nó nhìn nó thô thiển hơn. Con này chính xác là đồng đồng 01 đó anh em, chưa xử lý bề mặt á, mà thường anh em gọi là đồng thô á. Thì nó đây. Cam kết với anh em là đồng zin chứ không phải đồng xả. Và em bán hàng nào thì em nói hàng đó cho anh em ha. Dễ ruột 01 trục cũng đẹp á. Bánh bén. Sử dụng nhưng mà đã tổng thể đẹp, không có cấn mớp. Chưa sửa chữa luôn nha anh em, con đó chưa sửa chữa luôn ha. 2, 4, 6. Cái con này nó đáng chơi theo thời gian. Rồi em lên một con hai la mã bản thứ mẹ nghiệm không một tháng vinh tẹt ha, và chủ đề xin hãng chủ đề series 1937, chủ đề vinh tẹt luôn. Con này qua sử dụng có dăm nhẹ nha anh em, lề lói đẹp ok. Đó, nó có điểm dâm nhẹ à, có mấy điểm dâm nhẹ. Rồi. Hai la mã không một tháng bản thử nghiệm bánh bén, chưa sửa chữa, ruột trùng à, ruột 85 anh em, bên 3 bên 2 ha. Rồi coi như là lệch ruột 85. Rồi lệch thì 8 sĩ bản thử nghiệm có 1 tháng, có chủ đề chuẩn chủ đề vinh tẹp 37 luôn. Lớp cái màu rơm thì nó cũng khá đẹp đó anh em. Có dâm li ti, không có cấn mớp gì nè, nguyên zin chưa sửa chữa. 2, 4, 6, 7, 8, 0, 0. Rồi em qua mấy con niêu đó, anh em có chơi hàng niêu rồi chơi. Đây cái con này là trong cái set 120 cây xuất thị trường Nhật đó, trong cái dòng catalog hôm trước em mới bán. Con này là con số 3, nằm trong cái hộp đặc biệt, có con này rời ha anh em. Và cái dòng này nó làm lại cái tái bản của dòng Gold Dust, tức là cái dòng si bụi vàng. Cái chất lượng của con này nó y chang như là những con mà anh em thấy si bụi vàng 0304 vậy, nó làm y chang luôn, rất là đẹp. Đó, anh em thấy không, thường nhất có con này thì hôm trước là nằm trong vỉ, con trong vỉ là 700 em bán rồi. Và thường là những con này là nằm tầm giá đó, tầm giá đó là nếu mà không có vỉ thì là nằm 650. Và con này thì âm thanh nó cực kỳ hay luôn, nếu mà anh em chỉnh à, em thì anh em thích âm hay thì em cách chỉnh lại cho anh em. Con này thì âm nó chất lắm, vỉ đi ruột vàng, ruột trùng 5 tháng luôn nha anh em, y 14.
này là chưa canh chỉnh, em chưa canh chỉnh, nó có đầu rơ nữa nha. Những con hàng mình yêu mà anh em, nó sẽ có đầu rơ, hãng nó để đầu rơ chứ nó không có để cứng cáp. Chỉ có những dòng xưa thì nắp cứng cáp thì có, chứ còn những dòng sau này thì nó không có làm cứng cáp nữa. Đây cái màu xi bụi vàng, anh em thấy nó đẹp không? Rất là đẹp. Rồi con này 650 nha anh em. Số 8 650. Con này hot lắm, con này về như bán nhiều à. Tầm giá đó. Còn cái lớp xi bụi của nó. Nó như là dòng 03 04 mà dòng Vendos vậy. Đây một con chất nữa anh em. Đời số. Đây một con mạ platin nè. Anh em thấy cái màu mà Latin là nó khác không, nhưng mà cái con này nó phối hai màu, rất là nhìn nó là rất là chất luôn. Cái này là nó bị để em gửi sơ sơ này nó ra ha, để vệ sinh sao lại nha anh em, cái thứ gì á đó. Đây đẹp không, 05 phối cực chất luôn. Hoa văn sủi tai luôn, hoa văn này sủi tai luôn, khá là đẹp ha. Cái màu mạ platin này anh em nhìn riết quen mắt là anh em nhận định được à. Cái màu rơm thì nó khác, đây nè thấy không, cái màu rơm nè anh em thấy chưa, cầm riết là quen tay, nhìn quen mắt rồi. Ruột trùng 505 ha, tình trạng là new có bút giấy, cực kỳ đẹp. Cái này làm quà cho tặng thật sự là nó chất đấy. Mạ platin sủi tai, cầm rất là sang luôn á nè, tặng là rất là sang luôn. Cái này để vô bút nhung nó nhìn nó mới đẹp. Cái này để vô bút nhung nhìn nó rất đẹp. Đó. Để em tặng cho anh em một cái bút nhung. Cái bút đó là bút bút giấy nè. Bút giấy hãng nè. Thì anh em muốn lấy cái bút giấy hãng thì anh em lấy, còn không thì có nhu cầu thì em sẽ đổi cho anh em một cái bút nhung hoa văn sủi tai trên nền platin ha, rất là đẹp. Còn những cái chi tiết như vậy á, khoảng một năm trước á là nó nằm tầm cỡ triệu ngoài không á nè. Tuy là đời số, anh em đừng có nghĩ là đời số thì nó rẻ nha, những con này là 1 triệu ngoài bình thường á. Rồi cái cách anh em nhìn, cái cách nó thiết kế là anh em thấy nhìn nó là phức tạp hơn rồi, nên mình không có thể so sánh được cái cách mà cái đời cùng đời của nó, cùng đời của nó mà cái cách người ta thiết kế như cái mũi zip, nên anh em cầm vô anh em nhìn vô thôi là anh em thấy nó, anh em nhận định được cái nào đẹp cái nào không đẹp, mà thành ra nó cái giá nó cao hơn nhiều là chuyện bình thường. Ngay cả những khi cái giá của nó xuất xưởng ra là nó đã cao hơn rồi. Rồi con này 900, con này rất là đẹp á anh em, cầm bên ngoài bên tay bên ngoài á thì khỏi nói luôn. Mã số 9 900, con này năm trước là nó giá tầm 1 triệu đổ lên không. Rồi anh em có nhu cầu thì em sẽ đổi cái hộp này qua cái hộp nhung cho anh em, để cho ví dụ như trưng bày thì nó sẽ tôn cái con Jeep lên nhiều, nhìn nó sang trọng hơn.
Đây anh em hỏi so sánh, đây là một con La Mã nè, con này còn rẻ hơn con kia nữa. Đây là được cái một cái bút của nó luôn ha, đây là cái bút của nó luôn, một bút của con xếp này luôn. Con này là một con HB và cái chủ đề thì nó được dạng làm kiểu sơn trồng sơn á nè. Ở đây ở cái khuôn này nó sẽ là khắc ăn mòn, rồi nó tạo lên chi tiết sơn trồng sơn ra, nó ra chi tiết là nhìn nó đẹp. Con này thì qua sử dụng nó có sức tơ nhẹ nha anh em. Ủa chưa sử dụng, nhầm, chưa sử dụng nhưng mà nó có sức và lỗ bảo quản, sức nhẹ thôi chứ không có sức gì nặng. 98 hơi xước thôi. Đẹp ha. Ruột trùng 598. Đây con này thì được cái là nó cái chủ đề nó làm cũng đẹp, nhìn nó cái màu và cái công nghệ là nó làm kiểu sơn trồng sơn. Thêm nữa là nó có cái bút zin. Bút zin của nó luôn, zin chủ đề luôn anh em. Con này 800. Có một con La Mã với một con đời số đó, anh em có thể có quyền chọn lựa. Con đời số đẹp thì 900 đó. 35.000, mã số 10, 800. Có bút zin luôn ha. Rồi em lên một con chủ đề về mỏi. Vấn đề mọi trên Zippo thì anh em cũng biết rồi, nó giá trị sưu tầm nó khá là cao quá nên thường cái giá Zip nó cũng cao ngất ngưỡng. Đây một con này có sức tơ nhẹ nha anh em, có sức tơ nhẹ, chủ đề khắc ăn bồng, xin hãng luôn, chủ đề về mọi, sản xuất năm 96, có sức tơ nhẹ thôi. Còn này hoàn hảo thì nó cao giá nữa, được cao giá hơn nữa, có sức tơ nhẹ. Mùi bặm từ lưa. Ruột trùng 5. Ruột trùng 5. Tình trạng nêu nha anh em. Chủ đề sưu tầm. Mọi thì nói chung là nó cái giá trị sưu tầm nó cao. Rồi em có một con Canada, bút này bút Canada luôn nha nè. Bút Canada thì nó sẽ không có cho em xem đó, nó khác nó chỉ có chữ Zippo không thôi. Bút là bút Canada luôn. Con này thì qua sử dụng rồi, con 02 này nó qua sử dụng rồi nhưng mà nó nói chung là nó đẹp. Và cái năm này là cái năm mà hãng đóng cửa, hãng Zippo Canada, sản xuất Canada, Zippo nhà máy ở Canada là năm này là vào đúng là tháng
tháng 7. Hình như tháng 7, đúng rồi tháng 7, nó sản xuất ra cái bản kỷ niệm, cái bản kỷ niệm cuối cùng á. Là xong rồi nó đóng cửa đó, là vào tháng 7. Con này đầu năm 2002 qua sử dụng. Chủ đề khắc ăn mòn đổ sơn, chủ đề Toronto nè. Canada. Những cái con Canada thì nói chung á, giá trị sưu tầm nó khá cao, và con này thì nó nằm ở ngưỡng 502 thì nó lại càng được dân chơi sưu tầm Jeep Canada thì cũng săn đón dữ lắm. Con này ruột lệch dạng đầu năm cuối năm nha anh em. Và thường cái đặc trưng của dòng Canada là nó lệch một năm là chuyện bình thường. Nó lệch nguyên một năm là chuyện bình thường. Con này lệch đầu năm cuối năm thì cũng không có gì là gọi là ghê gớm đâu. Anh em nào chơi dòng Canada, con này lúc trước anh nhập nó cao, bây giờ thì giá Jeep thị trường nó với do kinh tế thật sự để ôm hoài thì nó không ra tiền. Con này em hôm nay em sale anh em 1.3 triệu là lỗ. Con này lỗ không cấn bóp gì ha. Và anh em chơi dòng Canada thì chơi cái con này nó cũng hay. Bởi vì sao? Bởi vì nó là năm cuối, ngay cái năm mà nó cái này đầu năm, giữa năm thì nhà máy Canada đóng cửa rồi. Rồi mã 12 1300, nên những cái dòng Canada mà của năm 2002 thì giá trị nó sưu tầm cũng cái khách chơi Canada là họ mua khá là nhiều quá. Và đằng sau thì em cái hộp này nó bị gãy ở đây nè. Rồi anh em quên không mô tả, trong lúc em có mua anh em nhận về mất công. Đây nó bị gãy đây, chỗ mà gắn giấy á. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lần đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.